Hello, xin chào các bạn Mời các bạn tiếp tục đến những diễn biến của siêu giải Silver Best Chess Classic Giải đấu đầu tiên thuộc chuỗi siêu giải Grand Chess Tour năm nay Ở video hôm qua các bạn đã biết Mặc dù chưa hết khai cuộc nhưng mà kỳ thủ số 1 Hà Lan Anis Giri đã cả gan thí mã trước đương kim vua cờ Đinh Lập Nhân Và kết quả thế nào thì các bạn cũng đã rõ Thế còn anh bạn Á quân thế giới Nepo thì sao? Ở vòng đấu thứ 7, Nepo sẽ phải đối đầu với thần đồng Alireza Firouzja. Fizuza mặc dù khởi đầu không được tốt khi bị thua sấp mặt trước West Sow, nhưng mà anh đã lấy lại được phong độ đánh bại cả đương kim vô cờ Đinh Lập Nhân và vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Liệu rằng với phong độ đang lên như vậy, anh có thể chống lại được Vodka thần trưởng hay không? Mời các bạn theo dõi anh ngay sau đây. Ở ván này, Fizuza được cầm quân trắng đi trước. Anh mở màn với nước tốt D4. Nepo đáp trả bằng nước mã F6. Tiếp theo, trắng phát triển mã F3. Đen để tốt D5 kiểm soát trung tâm và mở đường cho tượng phát triển. Trắng để tốt E3 bảo kê cho tốt D4 và mở đường cho tượng phát triển. Hình thành hệ, hình thành hệ thống khai cuộc cầu system. Đen để tốt C5 thí tốt. Nếu tốt trắng ăn C5 thì sẽ chậm mất một nhịp phát triển quân. Trong khi đen có thể đẩy tốt lên E6 vừa bảo vệ tốt D5 vừa tiện đường cho tượng phát triển bắt lại C5 để chuẩn bị nhập thành. Do đó trắng không ăn quân tốt thí này của đen mà lên ngay tượng E2 chuẩn bị nhập thanh. Đen phát triển mã C6. Trắng nhanh chóng nhập thanh. Đen phi tượng lên G4 tấn công mã trắng. Trắng để tốt H3 tấn công lại tượng đen. Đen lùi tượng về H5 vẫn duy trì gây sức ép lên mã trắng. Tốt trắng ăn C5. Đợi mãi cuối cùng thì trắng cũng ăn quân tốt thí này của mình. Đen nhanh chóng đẩy tốt E6 mở đường cho tượng bắt lại tốt C5. Trắng đẩy tốt A3 làm bà đạp dừng tốt lên B4. Đen theo hoạch lấy tượng, thịt tốt trắng c5 và chuẩn bị nhập thay. Ngay lập tức thì trắng đẩy tốt b4 tấn công tượng đen, làm cho đen chưa thể nhập thành mà phải chạy tượng. Và đen lựa chọn chạy tượng về d6 nhăm nhẹ rình dọc về phía oh2. Trắng phát triển mạng d2 liên kết song mã. Đen vẫn chưa vội nhập thành mà lên hậu e7 mở đường cho xe qua d8 kiểm soát cột nửa d. Trắng lên tượng b2 kiểm soát đường chéo lớn đen theo hoạch bình sẽ D8. Trắng đẩy tốt C4, gã đối Tốt đen ăn luôn C4, mở thông cột D cho xe kiểm soát. Trắng không lấy tượng hay mã ăn lại tốt đen, mà phi hiệu lên A4 ghim mã đen và tránh đường tấn công của xe đen trên cột MD. Đen thì biết là kiểu gì quân tốt ở C4 cũng sẽ phải chết. Cho nên đẩy tiếp xuống C3, thí tốt, tấn công đồi tượng và mã trắng. Làm cho trắng phải lấy tượng ăn lại tốt đen mất công di chuyển quân tượng ra lộ thiên trên cột mở C. Giờ đen mới nhập thành và tháo ghim cho mã C6. Trắng nhảy mã lên C4 kiểm soát trung tâm và tấn công tượng đen. Đen cũng nhảy mã vào E4 chiếm lĩnh trung tâm và tấn công lại tượng trắng. Tượng trắng đang bị lộ thiên cho nên trắng lùi tượng về B2. Đen nhảy mã về G5 gã đổi với mã trắng. Mục đích là để làm suy yếu cấu trúc tốt cánh vua của trắng vì sẽ có cặp tốt trong. Trắng thấy vậy ra tay trước đổi mã lấy tượng màu đen tượng đen ăn mã trắng tượng trắng ăn lại tượng đen mã đen ăn tượng trắng chiếu buộc tốt trắng ăn lại mã đen hậu đen ăn mã trắng như vậy đen vẫn thành công khi làm suy yếu cấu trúc tốt cánh vua của trắng tiếp theo trắng mình sẽ d1 tấn công hậu đen đen chạy hậu c7 trắng đổi luôn xe với đen xe đen ăn lại xe trắng trắng để tốt b5 tấn công mã đen Đen chạy mã về E7 và không thể bảo vệ tốt A7 được nữa. Tên hậu trắng ăn ngay A7 và tạm thời trắng lợi hơn đen một tốt. Nhưng nhìn chung cũng không lợi nhiều lắm vì có cặp tốt trong. Đen nhảy mã lên E5 kiểm soát trung tâm. Trắng bình xe C1 tấn công hậu đen. Đen chạy hậu D7 chồng quân với xe trên cột mở D. Trắng cũng lùi hậu về C5 chồng quân với xe trên cột mở C. Đen để tốt H6 mở đường thoát cho vua đề phòng có biến. Trắng đẩy tốt A4 bảo kê cho tốt B5. Đen qua xe A8 tấn công tốt trắng A4. Trắng lui hiệu về B4 bảo vệ tốt. Đen phi hiệu xuống D3. Trắng đẩy tốt lên A5. Ở đây thì đen nên đẩy tốt F6. Nhưng mà thực tế đen lại đi hậu E2 tấn công tốt trắng F3 và đây là một sai lầm. Vì sao lại là sai lầm thì chốc nữa các bạn sẽ rõ. Trắng không nghĩ cách bảo vệ tốt F3 mà đẩy tiếp tốt lên A6 gạ đổi tốt. Nếu tốt đen ăn A6 thì trắng sẽ đẩy tốt lên B6 khá là nguy hiểm. Do đó đen không đổi tốt với trắng mà lấy hậu thịt tốt trắng F3 và kiểm soát đường chéo lớn. Nếu giờ tốt trắng ăn B7 thì hậu đen sẽ ăn lại B7, trắng khó lòng có thể phong cấp cho tốt B5 được. Do đó trắng lựa chọn qua hậu G4 gạ đổi hậu, đồng thời dọa ăn tốt G7 chiếu hết. Nếu đen đổi hậu với trắng thì tốt trắng ăn lại hậu đen và tấn công mã đen. Đen chạy mã D6 tấn công lại tốt trắng B5 và bảo vệ tốt B7. Thì trắng lên tượng A3 tấn công mã đen. Đen chắc chắn mất mã. Vì nếu đen chạy mã, chẳng hạn vừa chạy vừa ăn tốt trắng B5 và tấn công lại tượng trắng. Thì tốt trắng ăn A7 và không gì có thể cản được hậu trắng hồi sinh. Đen sẽ toang. Do đó ở ván cờ thực tế, đen không dám đổi hậu với trắng mà chạy hậu về d5 tấn công lại tốt trắng b5. Tuy nhiên thì tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa vì trắng đẩy tốt e4 tấn công đôi hậu và mã đen đen chắc chắn vẫn cứ mất mã trong tình huống này. giờ các bạn đã thấy vì sao nước đi hậu e2 bàn nãy lại là sai lầm chưa? nếu đen để tốt f6 phòng thủ trước thì đã không rơi vào tình thế nan giải như thế này. đen đành vừa chạy hậu vừa ăn tốt trắng b5 và tấn công tượng trắng. Trắng chạy tượng VA1 vẫn duy trì kiểm soát đường chéo lớn. Nếu bây giờ đen lấy xe ăn A6 và tấn công tượng trắng thì tốt trắng ăn mã đen, dọa ăn hậu vào G7 chiếu hết. Nước tốt nhất cho đen là phải phế xe ăn tượng trắng. Khi đó trắng lợi hơn đen một xe cho nên không khó để giành được chiến thắng. Do đó ở ván cờ thực tế, đen sau khi suy tính thì không lấy xe mà đánh lấy hậu ăn tiếp tốt trắng A6. Tốt trắng ăn mã đen dọa ăn hậu vào G7 chiếu hết Nếu đen chạy vua sang F1 Thì sẽ bị chiếu hết sau vài nước nữa Do đó đen cắn răng lấy hậu Ăn tượng trắng Chỉ cho có thể xe trắng ăn hậu đen Xe đen ăn lại xe trắng chiếu Trắng chạy vua G2 Như vậy Nepom đã phải phế hậu Để tránh bị chiếu hết Ván cơ được đưa về thể loại hậu đấu xe Đương nhiên lợi thế lớn Vẫn cứ nghiêng về bên trắng nhưng mà đen hơn trắng được hai quân tốt cho nên vẫn còn ngoan cố cầm cự tiếp và lấy tốt ăn F5. Hậu trắng ăn lại F5 nên lùi xe về A6. Và tiếp theo mời các bạn theo dõi chiến thần Nepo xem ngoan cố được đến đâu nhé. đây các bạn có thể thấy Gia đã quyết định phế hậu. tuy nhiên Nepo không dám ăn mà chịu thua luôn. nếu xe đen hậu trắng thì vua trắng ăn lại xe đen. mỗi bên đều còn một vua và hai tốt. vậy vì sao anh lại chịu thua luôn nhỉ? bởi vì chắc chắn sau đó anh sẽ bị vặt hết hai quân tốt. như thế thì còn gì nữa đâu mà khóc với sau do đó chịu thua là một sự lựa chọn chính xác. Như vậy sau 7 vòng đấu, đương kim vô địch Đinh Lập Nhân lẫn Á quân thế giới Ian đang nắm tay nhau đứng ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng. Hy vọng hai anh mua ngay lọ kem này về bôi để có thể comeback mạnh mẽ ở những vòng sau. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.